Rất vui được gặp lại quý vị khán giả và bà con đến với chuyên mục Khoa học Công nghệ với Phát triển Nông nghiệp. Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương thực hiện. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con, những năm gần đây, cây cà rốt được nông dân ở một số địa phương trong tỉnh đưa vào gieo trồng nhiều, không chỉ cho năng suất cao, giá cả ổn định, mà sản phẩm này được thị trường trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Những vùng trồng tập trung với quy mô lớn là xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng và một số xã thuộc huyện Nam Sách. Để cây cà rốt thực sự là cây thế mạnh, các địa phương đã tích cực mở rộng diện tích, nâng cao giá trị, chất lượng và thương hiệu cà rốt. Nông dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào gieo trồng, chăm sóc và sơ chế bảo quản sản phẩm. Trong chuyên mục Khoa học và Công nghệ với Phát triển Nông nghiệp kỳ này, kỹ sư Nguyễn Phú Thụy, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương sẽ hướng dẫn những nội dung cơ bản về kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây cà rốt nhằm giúp nông dân hiểu biết và nắm được những kiến thức cơ bản để áp dụng trong thực tế. Như thường lệ, xin kính mời quý vị khán giả và bà con theo dõi các thông tin về hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Vụ đông năm 2017-2018, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 22.000 ha cây rau màu vụ đông theo kế hoạch, trong đó hành tỏi 6.000 ha, bắp cải, su hào, súp lơ 4.000 ha, ngô 2.000 ha, khoai tây 1.000 ha, còn lại là các loại cây khác. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung mở rộng diện tích gieo trồng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo trồng được gần 4.000 ha rau màu vụ đông, tăng 600 ha so với cùng kỳ năm trước. Địa phương có tiến độ gieo trồng cây vụ đông cao nhất tỉnh là huyện Gia Lộc 850 ha, tiếp đó là huyện Kim Thành 800 ha, Thanh Miện 700 ha, Tứ Kỳ hơn 400 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương cần chỉ đạo nông dân tập trung gieo trồng cây vụ đông theo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống, đồng thời mở rộng diện tích đối với các loại cây rau màu có đầu ra ổn định, có hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ như khoai tây, ớt, ngô ngọt, rau xuất khẩu. Trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9, Hội Nông dân thị xã Chí Linh phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt cho các hội viên nông dân xã Hoàng Hoa Thám. Trong thời gian 3 ngày, 35 học viên sẽ được chuyển giao những kiến thức cơ bản về lĩnh vực trồng trọt, đặc biệt việc lựa chọn một số cây trồng mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vùng đất đồi như cây na, nhãn, cam, bưởi, thăng long đưa vào gieo trồng. Ngoài ra, các học viên còn được chuyển giao khoa học kỹ thuật mới về quy trình trồng, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh trên từng loại cây trồng. Cũng trong thời gian tập huấn, các hội viên còn được các giảng viên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh đã dành nhiều thời gian để hướng dẫn các hội nông dân xã Hoàng Hoa Thám về cách trồng, chăm sóc và lựa chọn các loại cây rau màu phù hợp đưa vào gieo trồng trong vụ đông này. Tại xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả xây dựng thí điểm mô hình sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý gốc rạ trước khi gieo cấy vụ mùa năm 2017. Mô hình sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý gốc rạ được thực hiện trên quy mô 60 ha với sự tham gia của hơn 850 hộ nông dân của 3 xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng và xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Đây là những địa phương gieo cấy giống lúa Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá. Trước khi gieo cấy, các hộ dân tham gia mô hình đã được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình và kỹ thuật sử dụng chế phẩm Phytobiomic RR để xử lý gốc rạ tại ruộng. Qua đối chứng cho thấy các ruộng sử dụng chế phẩm Phytobiomic RR gốc rạ nhanh phân hủy, đất tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, có bộ rễ nhiều hơn, thời gian bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh sớm hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm. Tuy nhiên, năng suất so với các ruộng không sử dụng chế phẩm để xử lý gốc rạ vẫn tăng từ 3 đến 5%. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những năm gần đây diện tích cây cà rốt được nông dân tỉnh ta đưa vào gieo trồng mỗi năm khoảng từ 800 đến 1.000 ha. Địa phương có diện tích gieo trồng cà rốt nhiều nhất tỉnh là huyện Cẩm Giàng, chiếm khoảng 60% diện tích toàn tỉnh. Là một xã có truyền thống thâm canh cây cà rốt nhiều năm nay, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng cũng được đánh giá là xã có diện tích trồng cà rốt cao nhất tỉnh. Vụ đông trước, toàn xã gieo trồng được 360 ha cây cà rốt.
Theo đánh giá của bà con nông dân, năng suất sản lượng cà rốt vụ đông năm 2016-2017 đạt cao. Mỗi sào cà rốt bà con thu từ 2 đến 2,5 tấn, tăng khoảng hơn 20% năng suất so với vụ đông năm trước. Không chỉ được mùa, giá cà rốt vụ đông năm 2016-2017 còn ổn định và có phần tăng cao hơn. Giá cà rốt vụ đông cuối vụ được thương lái thu mua với giá từ 4 đến 5.000 đồng kg, cao hơn năm ngoái khoảng 1.000 đồng một kg. Do vậy, mỗi sào nông dân thu về từ 8 đến 10 triệu đồng, trừ chi phí thu lãi từ 5 đến 7 triệu đồng. Cà rốt vụ đông năm 2016-2017 trên địa bàn xã Đức Chính có được năng suất cao là do thời tiết nóng ấm và ít sâu bệnh nên phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà rốt. Ngoài ra, thời tiết ít mưa và không có mưa rào to nên đất tơi xốp, cà rốt không bị nứt và thối củ. Quá trình thu hoạch cũng rất thuận lợi. Bên cạnh đó, một đóng góp không nhỏ vào năng suất sản lượng của cây cà rốt vụ đông năm 2016-2017 đạt cao là do nông dân xã Đức Chính đã tích cực ứng dụng các khoa học kỹ thuật mới vào gieo trồng, chủ động quy hoạch hệ thống tưới tiêu, xây dựng hệ thống mương máng phục vụ công tác tưới tiêu một cách thuận lợi. Đồng thời, chính quyền xã tạo hành lang pháp lý, tích cực tìm kiếm và thúc đẩy các đơn vị doanh nghiệp đến thu mua cà rốt ngay tại ruộng nên rất thuận lợi cho bà con nông dân. Để phát huy cái cây chủ đạo của địa phương là cây cà rốt thì chúng tôi quan tâm đến vấn đề chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và vận động nhân dân là sản xuất cái phân bón hữu cơ và thuốc trừ sâu vi sinh, và để cái sản phẩm của chúng tôi ra thị trường đảm bảo sản phẩm nông sản sạch, một mặt là để đảm bảo cái tiêu thụ cho bà con thì chúng tôi đề nghị nhà nước có thẩm quyền ấy là quan tâm đến vấn đề đưa cái nông sản tôi xuất khẩu đi các nước, và một mặt là địa phương chúng tôi ủng hộ cho các doanh nghiệp cũng như là các hộ thu mua sơ chế cà rốt bảo quản lạnh để sản phẩm cà rốt được ổn định tiêu thụ thị trường, ổn định cái giá cả. Cũng như nhiều hộ dân khác của xã Đức Chính, bà Nguyễn Thị Khanh ở thôn An Lãng, xã Đức Chính là một người dân đã có kinh nghiệm 20 năm thâm canh cây cà rốt. Do hiệu quả từ cây cà rốt đem lại nên vụ đông năm 2017-2018 này, gia đình bà vẫn tiếp tục dùng toàn bộ một mẫu ruộng để trồng cây cà rốt. 3-4 năm nay trở về đây thì là cái sản lượng cà rốt thì là khoảng độ 1,5 đến 2 tấn một sào. Giá cả thì nói chung là 2 năm nay thì là ổn định, là khoảng thấp nhất là 3.000, mà cao nhất thì là cũng có lúc lên đến 7.000. Thế thì là cái hiệu quả của cây cà rốt này thì là nói chung là mang lại cái kinh tế cao hơn cả các loại cây trồng như là lúa, ngô. Không chỉ ở xã Đức Chính và một số xã khác của huyện Cẩm Giàng, những năm qua, cây cà rốt thực sự đã trở thành một trong những cây trồng thế mạnh được nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đưa vào gieo trồng. Từ hiệu quả cây cà rốt đem lại, trong vụ đông năm 2017-2018, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích trồng cây cà rốt. Theo cơ quan chuyên môn, thời vụ gieo trồng cây cà rốt bắt đầu được tiến hành từ tháng 8 đến đầu tháng 2 năm sau, trong đó trà chính vụ thường tiến hành từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12. Để tăng hiệu quả kinh tế, giảm chi phí thì việc gieo trồng cà rốt phải không ngừng được cải tiến và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa ở tất cả các khâu như làm đất, lên luống, gieo hạt, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh. Ngoài việc lựa chọn giống tốt, phù hợp đưa vào gieo trồng thì một trong những yếu tố hết sức quan trọng mà nông dân cần lưu ý trong quá trình thâm canh cây cà rốt là kỹ thuật làm đất. Về kỹ thuật trồng cà rốt ấy, thì thứ nhất về cái đất ấy, đất chọn đất là đất thịt nhẹ, đất cát pha, thường là 50% đất thịt, 50% cát. Những nơi đất thịt nhiều người ta thường chở cát về trộn lẫn vào. Và tốt nhất là cái đất phù sa bãi ven sông như cái vùng Đức Chính này thì những cái nơi nào phù sa nhiều quá người ta cũng phải cho thêm cát vào để tạo cái độ tơi xốp. Cái thứ hai nữa là về cái độ ẩm của đất thì đối với cà rốt thì độ ẩm nó thường giữ vào mức 70-80%, và cái độ ẩm này khi làm đất người ta thường dùng máy phay và phay đất lên luống trồng ngay, vì làm đất xong mà không trồng ngay nếu mưa như thời điểm này, thời gian này là nó sẽ bị nì đất và lại phải làm lại. Thế về làm đất thì lưu ý là phải dọn sạch cỏ dại, thì có thể dùng thuốc cỏ phun trước đó, sau đó là rắc vôi một sào cho khoảng 25-30 cân vôi bột. Cái vôi bột vừa có tác dụng là khử trùng,
giảm độ chua và nó cũng hạn chế cái một số mầm mống sâu bệnh. Và sau khi là rắc như thế xong rồi phay đất, đất nhỏ thì dùng máy ép luống và ép lên thành luống. Sau khi ép luống xong thì người ta dùng cái công cụ gieo hạt để gieo hạt. Thì hạt trước khi gieo thì ta nên hạt cà rốt trước khi gieo ta nên ngâm. Và thời gian ngâm từ thông thường là như hiện nay ngâm khoảng 24 giờ. Và trước khi ngâm thì ta nên là đổ hạt cà rốt trong lon ra và xoa cho nó rụng hết cái nông hạt để khi nó ngâm nó dễ ngấm nước. Và sau khi ngâm xong 24 giờ thì sẽ rửa sạch hạt bỏ ra và để nó ráo nước, sau đó là trộn với phấn hoặc là vôi bột để cho nó tạo cái màu trắng nhìn cho rõ và cho vào cái công cụ để gieo. Về cái gieo hạt này thì cái công cụ gieo thì nó thiết kế sẵn rồi. Về cái khoảng cách thì hàng nọ cách hàng kia khoảng 18-20 phân và hạt nọ cách hạt kia nó khoảng 5 phân. Thế thì sau khi gieo thế thì mỗi một luống là nó có 3 hàng. Và các hàng này khoảng cách nó như thế nên tạo ra độ thông thoáng sau này nên cây cà rốt nên là nó hàng nào cũng như hàng nào và cái củ cà rốt nó sẽ đều. Đấy, củ loại một sẽ nhiều và ít củ loại. Sau khi gieo trồng, để cây cà rốt sinh trưởng và phát triển thuận lợi, nông dân cần phủ một lớp rơm rạ mỏng trên mặt luống nhằm hạn chế đất bị đóng váng, bề mặt bị lì do mưa và quá trình tưới. Ngoài ra, việc phủ rơm còn có tác dụng giữ ẩm, hạn chế cỏ dại và giữ cho cây không bị đổ khi còn nhỏ. Cà rốt là cây lấy củ nên quá trình chăm sóc cần được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật theo từng giai đoạn. Cần bón phân sớm, bón tập trung và bón cân đối, hạn chế bón đạm, nhất là bón đạm muộn. Không nên phun các chất kích thích sinh trưởng. Cụ thể về cách bón và liều lượng bón, kỹ sư Nguyễn Phú Thụy, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn tới khán giả và bà con nông dân. Còn về chăm sóc thì sau khi gieo thì thông thường hạt cà rốt mở vào cái thời vụ chính vụ thì sau 5 đến 7 ngày cây bắt đầu nảy mầm. Thì khi cây nảy mầm thì ta có thể phải bắt đầu nhú mầm thì ta phải dùng thuốc như vanidacin hoặc các loại thuốc trừ nấm nở cổ rễ như capenzin vân vân. Ở cái giam bát ta phun để phòng trừ cái nấm bệnh nở cổ rễ. Khi cây nó lên được 5 đến 7 phân, nghĩa là sau gieo khoảng 15 ngày đến 20 ngày thì người ta sẽ bón bón nhử. Đấy, nếu mà bón phân đơn người ta bón khoảng độ 2 cân ure cộng 1 cân kali trong một sào. Và khi cây nó được 30 đến 35 ngày, cây cao khoảng 15 phân, 10-15 phân thì lúc bấy giờ người ta tỉa cố định cây. Thế, thế thì về tỉa cây giai đoạn này sau khi tỉa xong người ta bón thúc thêm phân để người ta dùng cái loại cỏ củ. Ở đây vẫn gọi là cái loại cỏ củ là cái loại phân NPK 7-7-14 thì cái lượng bón khoảng 5 đến 7 cân một sào. Thế sau khi tỉa xong bón phân xong thì thường xuyên giữ ẩm nước để cho cây phát triển. Giai đoạn cây mà 40-45 ngày củ bằng cái đầu đũa. Đấy, hoặc đường kính củ nó từ 1 phân đến 1 phân rưỡi thì lúc đấy là ta bón thêm khoảng độ 2-3 cân kali để cho nó xuống củ tốt. Thế về cái tỉa củ thì đối với vụ mà sớm thì người ta thường tỉa mật độ khoảng 14 đến 16 phân một cây. Còn đối với chính vụ thì gieo vào tầm tháng 10, cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì người ta tỉa mật độ nó dày để khoảng 10 đến 12 phân một cây. Để cây cà rốt sinh trưởng và phát triển thuận lợi, bên cạnh việc chăm bón đúng quy trình kỹ thuật thì biện pháp phòng trừ sâu bệnh cũng là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất sản lượng của cà rốt. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, ở giai đoạn đầu, giai đoạn cây con trên cây cà rốt thường xuất hiện nhiều loại sâu hại rễ, bệnh lở cổ rễ và chuột cắn phá gây hại. Ở giai đoạn phát triển thân lá, thường xuất hiện ròi hại lá, sâu khoang, sâu đo xanh, bệnh phấn trắng, bệnh nấm hạch, bệnh xương mai, v.v. Đặc biệt ở giai đoạn phát triển củ cho đến trước khi thu hoạch, trên cà rốt cũng vẫn xuất hiện các đối tượng dịch hại như bệnh thối đen, thối khô, thối nhũn, ròi hại lá, sâu khoang, sâu đo xanh, bệnh phấn trắng, bệnh xương mai. Do vậy, cùng với việc chăm sóc thì biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây cà rốt cũng cần được nông dân tập trung thực hiện.
Thưa quý vị khán giả, thưa bà con, để cây cà rốt thực sự là cây chủ lực phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh thì các cấp các ngành cần tiếp tục quan tâm hơn nữa, hỗ trợ về các cơ chế chính sách đối với những vùng trồng cà rốt, nhất là việc chuyển giao khoa học kỹ thuật mới và tìm đầu ra cho sản phẩm để bà con an tâm duy trì và mở rộng sản xuất. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ với Phát triển Nông nghiệp số tháng 10 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình này lần sau.